sai tôi đi áp tải Lương Thảo. Nhưng mà nhiệm vụ này không dễ dàng hoàn thành được đâu. Chuyện này có gì khó chứ, chỉ cần mấy tên lính là xong rồi. Quân ta trong vòng một tháng là có thể tới Nam Trịnh rồi. Nhưng mà Lương Thảo trong doanh trại gần như đã ăn sạch rồi. Ta sai ngươi đi tìm các thôn trong phạm vi 30 dặm này, tìm được một vạn 3.000 cân lương thực. Có điều, thì coi đi. Lương thực nằm trong vùng này. Vấn đề là giữa các thôn đường núi khúc khuỷu gập ghềnh rất khó đi. Bằng phẳng nhất cũng chỉ có thể cho một xe nhỏ 200-300 cân đi qua. Còn xe trong doanh trại chúng ta thiếu hụt nghiêm trọng, ta chỉ có thể cho ngươi mười mấy chiếc, thời hạn 5 ngày. Tới lúc đó ta đợi lương thực của ngươi. Vậy chia đợt vận chuyển được không? Không được. Mười mấy chiếc xe đâu có vận chuyển được bao nhiêu, sao mà đủ xài chứ? Đúng là không nhiều, phải coi năng lực của ngươi rồi. Xe vận chuyển lương thực và tốc độ di chuyển của binh sĩ, phân tán ra thu lương ra sao, tập trung lên đường như thế nào, đều nghe theo ngươi. Sao hả? Có dám nhận lệnh không? Hàng tính nhận lệnh. Quá thời hạn cho phép, vận chuyển lương thực không đủ, chém ngay không tha. Dạ. Tiêu đại nhân, chúa công sai người tới hối rồi. Lương thực trong doanh trại còn đủ ăn một ngày, không vội. Vậy ngày mai ăn cái gì đây? Thời hạn 5 ngày đã tới, Hàng Tính cũng sắp quay về rồi. Trong mấy ngày nay tôi phái người đi giám sát, tuy là có phát hiện dấu xe dọc đường đi, nhưng mà vẫn không tìm được đội quân vận chuyển lương thực. Hàng Tính sẽ không lấy Lương Thảo bỏ trốn đâu chứ. Tiêu đại nhân, tình hình ra sao rồi? Đã quá giờ thổi lửa nấu cơm rồi, chúa bột tướng quân lại phái người tới đòi lương thảo. Tình hình trong doanh trại thế nào? Các huynh đệ đều đang đói bụng, vài người nổi nóng. Đây không phải là chuyện nhỏ đâu. Đại nhân, ngài đi gặp đại dương nói rõ tình hình đi. Ê là không kịp rồi. Vậy đi, ngươi mau dẫn 200 huynh đệ lên núi hái quả rừng. Chỉ cần không làm chết người, cứ hái hết về đi. Dạ. Thừa tướng, Hàng Tính quay về rồi. Quay về rồi? Ờ. Gạo đâu? Đã vận chuyển về hết rồi. Tốt quá rồi. Chậm thôi nha, giúp ta đi. Nè, cẩn thận đó, cẩn thận nha. Rồi. Hàng Tính. Đại nhân, như đây là bao nhiêu lương thảo? Hơn 1.000 cân. Vậy số lương thảo còn lại khi nào sẽ tới? Đều ở đây hết rồi. Còn thiếu 7-8 phần nữa. Đều ở đây sao? Còn thiếu 7-8 phần nữa. Hàng Tính, quá hạn chưa về, ngươi đáng tội gì ngươi có biết không? Lúc trước Tiêu đại nhân đã nói rất rõ rồi. Số lượng không đủ thì đáng tội gì hả? Quả thật không đủ. Vậy lương thảo khác ngươi đã đem đi đâu hết rồi? Tiêu đại nhân, quân tình khẩn cấp. Nói đi. Vào nửa canh giờ trước, chúa công bất ngờ dẫn quân binh nhổ trại xuất phát, đã di chuyển về phía tây nam, đồng thời ra lệnh hai trại tả hữu lập tức khởi hành. Chúa công lệnh cho đại nhân trưa ngày mai phải áp tải toàn bộ lương thảo tới cho trung quân. Được. Đây là tuyến đường hành quân của chúa công. Điểm dừng đầu tiên là cao cốc cách đây khoảng 30 dặm. Sao bỗng nhiên đại nhân lại ra quyết định như vậy? Ta vốn không thể nào chuẩn bị kịp. Nếu như ngài làm không kịp, toàn quân từ trên xuống dưới cũng làm không kịp. Nhưng mà mình lệnh đã hạ xuống, bắt buộc phải làm theo mà thôi. Đại nhân, số lương thảo đó liên quan tới sống còn của toàn quân, tất cả dựa vào ngài. Ta nói thật với tướng quân, số lương thảo đó... Tướng quân nói phải lắm. Chuyện lương thảo đó toàn bộ đều nằm trong tay của Tiêu đại nhân chúng ta.
Cẩn thận đó, cẩn thận đó, đẩy mạnh lên, mạnh lên. Tiêu đại nhân. Ờ, thế nào rồi? Bây giờ có thể nói với ta được chưa? Đại nhân giao bản đồ hành quân mà đại dương đã đưa ngài cho tôi. Đường hành quân ngươi đánh dấu trên bản đồ này, những con đường chúng ta đi giống nhau mà. Làm sao mà ngươi biết được? Là đại dương bí mật nói với ngươi sao? Tôi chỉ là một đô quý, sao đại dương có thể nói với tôi? Tôi đoán, tự đoán ra thôi. Đoán sao? Ờ. Đại nhân, đại nhân. Ừ. Trên suốt đường đi áp tải lương thảo, tôi để ý thấy sương mù mịt ở trong đêm hôm trước tới sáng hôm sau là tan hết. Đó là dấu hiệu của một mùa cốc vụ sắp tới rồi. Nhưng nó lại tới sớm hơn năm ngoái vừa một tiết. Nếu như đi theo đường hành quân ban đầu, buộc phải tới được Nam Trịnh trước mùa cốc vụ mới được. Nhưng bây giờ cốc vụ tới sớm hơn một tiết. Nếu phải hành quân dưới trời mưa dầm, vậy tốc độ hành quân chắc chắn sẽ bị chậm lại. Nếu mà như vậy, e là chưa tới được Nam Trịnh thì mọi người đã chết đói hết rồi. Phải làm sao đây? Nếu đại dương muốn tranh thủ tới được Nam Trịnh trước khi lương thảo của chúng ta cạn kiệt, chỉ có thể đi theo con đường này. Cho nên Hàn Tín đã tự quyết định trên đường đi làm một kho lương tạm thời, phái người canh giữ ngày đêm. Tốt. Đại quân ở yên, lương thảo đi trước. Nhưng mà Hàn Tín, trước khi quyết định làm chuyện này, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Ngươi chắc chắn bao nhiêu phần? Lỡ như thất bại thì... Thành thật mà nói, vào mùa cốc vũ và tuyến đường hành quân, Hàn Tín vô cùng chắc chắn. Điều mạo hiểm duy nhất là liệu đại dương có thể hiểu được và dám ra quyết định đánh cược với Hàn Tín gián này hay không. Nếu thua, đầu của Hàn Tín sẽ rơi xuống đất. Nếu thắng, cũng coi như không uổng sứ mệnh. Là tôi anh minh hay là đại dương anh minh? Đô quý, xây lương thảo này chúng tôi chuyển đi trước nha. Được rồi, chuyển đi. Ừ, dạ. Đi đường cẩn thận đó. Dạ, dạ, dạ. Đi thôi. Nghe xem, ở đây chúng ta sẽ dựng kho lương thảo tạm thời. Ở đây cũng có, ở đây cũng có. Như vậy có thể đảm bảo lương thực được cung cấp đầy đủ. Ừ, làm cho tốt đi. Tiêu đại nhân, ta thật sự phải khen đại nhân. Bởi vì ông biết được mùa cốc vụ tới sớm nên ta đột ngột thay đổi đường hành quân. Thật không ngờ đại nhân vẫn bảo đảm cho các tướng sĩ bữa nào cũng được ăn cơm nóng. Chuyện này thật không dễ. Đại dương, đây không phải công của một mình Tiêu Hà tôi, mà là người tên Hàn Tín. Chính hắn đã sắp xếp chuyện này. Hàn Tín? Ừ. Chính là người viết binh thư này sao? Chính là hắn đó. Một binh sĩ bình thường như hắn làm sao nghĩ được những điều đó chứ? Đó cũng chính là điểm khác biệt của hắn. Con người đó có chút tài năng. Ý, đúng rồi, nhắc tới hắn, ta đã đọc binh thư do hắn viết rồi. Chỉ là hành quân cấp bách, chưa có thời gian đọc kỹ hơn. Đại dương, ngài hãy đọc kỹ xem.
Đại nhân, đây là danh sách các binh sĩ bỏ trốn mấy ngày nay. Ờ, tên Hàng Tính đó sai hắn đuổi theo mấy binh sĩ chạy trốn, không bắt được người về mà cũng chẳng thấy hắn đâu nữa. Hắn trốn khi nào? Dạ tối hôm qua. Tiêu đại nhân, thấy ngài vội vàng hấp tấp muốn đi đâu vậy? Một cái hèn nhát, đồ khốn, sao các ngươi cũng dám chạy trốn hả? Vì ngài không cho tôi làm đại tướng quân mà. Ngươi không đủ tư cách quán trách bất cứ ai. Nếu như ngươi muốn mãi mãi vùi dập chính mình thì ngươi cứ tiếp tục trốn chạy, làm một cái hèn nhát đi. Không có cơ hội làm đại tướng quân, tôi thà là một kẻ hèn nhát. Hàng Tính ơi Hàng Tính, ngay cả một chức đô quý ngươi còn không làm được thì làm sao để ta tin ngươi có tài cán? Không có tài cán thì làm gì để ta tiến cử ngươi với đại vương chứ? Hán Dương không thèm quan tâm tới tôi đâu. Hơn nữa quân Hán của ngài bây giờ càng ngày lại càng ít đi, ngươi chạy trốn thì ngày càng nhiều, Hán Dương có quan tâm không? Tiêu đại nhân, ngài đừng nên phí sức nữa. Hàng Tính đa tạ ngài đã luôn quan tâm Hàng Tính. Tôi đã quyết định rồi, xin nhận của Hàng Tính một lại. Ngài muốn giết tôi sao? Nếu ngươi không giúp sức cho Hán Dương, ta buộc phải giết ngươi đi. Sau này ngươi rất có thể là mối đe dọa lớn của Hán Dương. Ngài muốn giết tôi thật sự cũng cảm thấy vui, vì chỉ có Tiêu đại nhân ngài mới biết được tài năng của Hàng Tính này. Ta hỏi ngươi một câu cuối cùng, ngươi có quay về cùng ta không? Quay về làm gì? Chức đô quý còn con sao? Hay là ngài giết tôi đi? Ngoài đại tướng quân ra, tôi sẽ không làm gì hết. Ta sẽ giúp ngươi. Giang trận! Tiến lên! Người có nghe nói Hán Dương sắp phong đại tướng quân không? Thật sao? Dừng lại! Ngươi không thấy mấy hôm nay Phàn Khoái Lưu Quán rất tích cực luyện binh à? Từ sau khi Trương Lương về tới Hàng rồi, vị trí đại tướng quân đó vẫn còn để trống cho tới nay. Nếu đại dương thật sự có ý đó thì họ làm vậy cũng không có gì lạ. Bây giờ trong quân ta, luận trung thành, luận chiến công, luận xuất thân, có thể so sánh được với Lưu Quán và Phàn Khoái, cũng chỉ có Huynh và Chu Bột thôi. Tiến lên! Nhưng Chu Bột nhát gan và thận trọng, lại không biết chữ. Lập tướng quân thì được, thống soái toàn quân e rằng sẽ không được. Chu Bột không giống Huynh, từng làm quan, biết luật pháp, biết cách làm quan thế nào. Hơn nữa, Huynh và Tiêu đại nhân cũng là bằng hữu đã nhiều năm, Huynh muốn đấu tranh một chút không? Hà Hầu Anh,
Chúng ta nói những lời này ở sau lưng đại dương, liệu có phải là không thích hợp không? Tôi sẽ không nói những lời này với người khác. Trước đây chúng ta đã từng làm nha dịch ở huyện Bái, coi như đã kết giao từ trước. Trước giờ tôi vẫn luôn vô cùng kính phục huynh. Tôi muốn tốt cho huynh, cũng là muốn tốt cho đại dương mà. Tôi nghĩ là chức vụ này chỉ huynh mới thích hợp. Ý người muốn nói là ta nên đấu tranh một chút à? Thiên Lan! Hey, 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 hey. Đại dương, tìm tôi có việc gấp sao? Tiêu đại dương, lại đây, lại đây. Binh thư của Hàng Tín đã đọc rồi. Đúng là hắn viết rất hay. Người này có tài đó. Người khác thì tôi không dám nói, nhưng mà người này tôi bảo đảm mình không nhìn lầm. Bây giờ thì ta đã hiểu vì sao đại dân đuổi theo hắn cả đêm, cũng đáng lắm. Bây giờ hắn đã làm chức gì ở trong quân? Đồ quý lương thảo. Đồ quý lương thảo. Thiệt thòi cho hắn quá rồi. Ông cảm thấy chúng ta phong cho hắn làm tả lộ tướng quân thế nào? Đại dương, tả lộ tướng quân liệu có hơi nhỏ không? Tả lộ tướng quân mà còn nhỏ? Vậy ý của đại nhân là? Tôi có câu này nói ra có vẻ không phải phép cho lắm. Nếu nói sai thì tôi không dám nói nữa. Nói đi. Chẳng phải chúng ta vẫn luôn thiếu một đại tướng quân sao? Đại tướng quân? Tiêu đại nhân, phong hắn làm đại tướng quân, việc này không thỏa đáng chút nào đâu hả? Đại dương, tôi rất hiểu hắn. Tôi cảm thấy hắn làm được. Hơn nữa, ban đầu ngài chẳng phải cũng là một binh trưởng sao? Đó là hai chuyện khác nhau. Tiêu đại nhân, ta phong cho hắn làm tả lộ tướng quân, như vậy là đã quá trọng dụng hắn rồi. Nếu như hắn mà không làm được, không biết tổn thất bao nhiêu binh lực. Nếu ta phong cho hắn làm đại tướng quân, lỡ toàn quân bị tiêu diệt thì sao đây? Hơn nữa, con người này, bây giờ chúng ta vẫn chưa hiểu rõ về hắn. Lỡ như hắn lại là kẻ hữu giọng vô mưu. À phải rồi, cái người mà chỉ bàn chuyện binh sĩ trên giấy tên là gì? Triệu Quát. Đúng rồi, lỡ hắn giống Triệu Quát thì sao? Còn nữa, dù gì hắn cũng là người từ phía bên Hàng Vũ chạy tới đây, trong quân sẽ không phục đâu. Đại dương, nè, người ta nói đã, ông tự nghĩ xem, các huynh đệ ở huyện Bái của chúng ta, ai ai cũng mạo hiểm tính mạng chinh chiến cùng ta bấy lâu nay. Nếu phong Hàng Tín làm đại tướng quân thì họ sẽ nghĩ như thế nào đây? Đâu phải đại nhân không biết, họ cũng đang lăm le muốn ngồi vào vị trí đại tướng quân đó. Nếu ta phong cho hắn thì đám người đó sẽ phản lại ta thì sao? Đại dương, vị trí đại tướng quân đó người muốn để dành lại cho các huynh đệ ở huyện Bái hay là vì toàn quân Hán gia đây? Không được, không được, không được, không được. Tôi thấy Hàng Tín sẽ làm được. Tôi có thể bảo đảm cho hắn. Tôi lấy tính mạng của mình ra bảo đảm. Đại dương, tôi đảm bảo cho hắn cả đời. Nghe nói đại dương đã bắt đầu trai tịnh rồi. Ngày mai làm lễ sắc phong đại tướng quân. Chu Bột, theo như ngươi nghĩ, chức đại tướng quân đó sẽ rơi vào tay của ai đây? Luận công lao thì Tào Tham là người đứng đầu. Đừng giả khiêm tốn nữa. Nếu luận về bình tĩnh cương nghị, có phong độ của đại tướng quân thì ta chắc rồi. Đừng có nói bừa. Ta nghe nói đã chọn được ngày lành tháng tốt để lập đàn tế lễ phong chức ngoài ngoại thành rồi. Làm lớn tới như vậy à? Xem ra lần này chúa công rất coi trọng rồi. Ê, Đặng Công, người thấy sao? Dù gì cũng không phải là ta, ta nói có ích gì chứ? Đặng Công hôm nay quả thật càng ngày càng trưởng thành rồi ha. Không còn là quan mã xa nuôi ngựa giống như trước đây nữa rồi. Đúng đó, lúc vừa mới tới Nam Trịnh, Đặng Công thường xuyên không chịu được, nửa đêm tới la hét ngựa chạy loạn xạ, người khác còn tưởng bị ma ám. Đáng tiếc là đất Nam Trịnh đường gồ ghề khó đi, đường lại nhỏ hẹp,
không thể nào chạy nhanh hết sức được. Chẳng phải mọi người cũng cảm thấy khó chịu hay sao? Ê, Quỳnh thấy cỗ xe diều mới của ta chưa? Cỗ xe diều đó của ngươi thì có gì ghê gớm đâu chứ? Đó không phải là cỗ xe diều bình thường. Quỳnh nhìn thử dành bánh xe của nó đi. Hả? Cái dành bánh xe như vậy chỉ có trên xe của thừa tướng mới có thôi đó. Ê, phải đem từ Hàm Dương tới đây đó, tốn biết bao nhiêu là công sức. Hả? Xe của thừa tướng thì mới có được sao? Được lắm đó. Biết đâu là chức đại tướng quân đó sẽ là của ngươi. Vậy ta sẽ ngồi đợi thôi. Đại Dương, Đô Quý Lương Thảo, Hàn Tín tới. Vào đây đi. Hàn Tín bái kiến Đại Dương. Lui ra đi. Dạ. Đại Dương, Tiêu Hà xin thay mặt Đại Dương tuyên bố dương mệnh. Trước đây Bảo Tần vô đạo, bá tánh khốn cùng. Hôm nay Hạng Vũ lại bắt chước Vong Tần, tàn sát Hàm Dương, thiêu rụi A Phòng. Tùy tiện làm càn, trời dẫn người quán. Từ cổ chí kim giặc tới nước loạn, đều có quân đội khởi binh diệt trừ vô đạo. Hôm nay chúa công chúng ta lập đàn ở ngay tại đây, báo cáo với Hoàng Thiên Thượng Đế, Hậu Sĩ Thần Nguyên, chọn đại tướng quân thống lĩnh ba quân, chinh phạt nghịch tặc, bình định thiên hạ, bảo vệ lê dân bá tánh. Mời Hán Dương tuyên bố người được chọn làm đại tướng quân. Hàn Tín lên đây. Phụng mệnh Đại Dương, trao cho tướng quân bộ cung tên màu đỏ. À,
Phụng mệnh đại dương, trao cho tướng quân kích. Lên đi. Sao lại là hắn chứ? Tên tiểu tử đó lại. Ai biết hắn lại? Hắn chính là kẻ phản tặc đánh nhau trong quán rượu mấy hôm trước. Chú Bột, tại sao lúc đó người không xử hắn luôn cho rồi? Ai vậy? Người đó là ai vậy? Tên đó là ai vậy? Không biết ai vậy? Người đó chứ. Tên nhảy ra gì nữa? Ngươi sẽ là thống soái bao quân của doanh trại quân Hán. Ta phong ngươi làm đại tướng quân. Hàng Tính, ngươi cút khỏi đó cho ta. Nè, tiểu tử kia, người dựa vào cái gì làm đại tướng quân chứ? Ai nói người là tên gián tặc làm đại tướng quân? Dựa vào cái gì mà đại quân hả? Xuống đi, xuống đi, xuống đi, xuống đi, xuống đi, mau xuống đi, mau xuống đi, xuống đi, xuống đi, người là cái thá gì? Thá gì chứ? Cũng xuống đi, xuống đi, xuống đi, cái tên nhảy lên, xuống đi, mau xuống đi, mau xuống đi, cái tên nhảy lên xuống đi, người là cái thá gì chứ? Thì xuống đi. Chú Công, chuyện này chẳng phải ông nói là hắn làm được sao? Ta cũng muốn xem thử xuống hắn đi. Có thu phục được không? Xuống đi, xuống đi, xuống đi, xuống đi, bảo xuống đi, tao nhảy đánh kia, xuống đi, xuống đi, tao nhảy đánh kia, bảo xuống đi, tao nhảy đánh kia, xuống đi, xuống đi, xuống đi, cút xuống cho ta, xuống đi, bảo xuống đi, mời xuống đi, cút xuống cho ta, bảo nhảy đánh, cút đi, bảo lên, xuống đi, bảo cút xuống đi, xuống đi, xuống đi, xuống đi, tao nhảy đánh, bảo xuống đi, cút xuống cho ta, bảo cút xuống đi, xuống đi, xuống đi. Xuống đi, cái tên nhảy đánh đi, bọn ta không phục. Ngươi là tên gian tặc. Bọn ta không phục, bọn ta không phục. Bọn ta không phục đâu. Bọn ta không phục. Xuống đi, xuống đi, bọn ta không phục. Ta là Hàn Tín, chắc là các vị cũng nghe nói rồi. Hôm nay đại dương phong ta làm đại tướng quân, các tướng quân cảm thấy không phục. Nếu đã như vậy, các vị lên đây chém ta ở trước mặt của mọi người đi. Hàn Tín, người mau giao ấn phù ra đây đi. Ta nói người biết, đừng giở trò đó với ta. Người mau cút xuống đi. Bọn ta không phục đó, người mau cút xuống đi. Cút xuống. Ta không phục ngươi. Xuống đi. Mau giao ấn phù ra đây. Người cút đi cho ta. Mau xuống đi. Bọn ta không phục ngươi. Xuống đi. Cút xuống đi. Không nghe theo lệnh của ta, các vị muốn nghe lệnh của ai đi? Bọn ta chỉ nghe lệnh của Hán Dương. Nghe lệnh của Hán Dương. Không nghe theo lệnh của Hán Dương. Không nghe theo lệnh của Hán Dương. Xuống đi. Chỉ nghe theo lệnh của Hán Dương thôi. Cút xuống cho ta. Cút xuống đi. Cút xuống đi. Cút xuống cho ta. Nếu ta xuống, các ngươi ai muốn ngồi vào vị trí này?
Ai ngồi cũng xứng hơn ngươi. Ai cũng còn xứng đáng hơn ngươi. Ai ngồi cũng hơn ngươi hết á. Người cút xuống cho ta. Cảm thấy người xứng đáng sao? Các người đều thấy mình đủ năng lực gánh trọng trách này. Các người ai có thể làm được? Trận tắc thắng, công tắc được. Bọn ta ai cũng làm được hết. Người có làm được không? Người cút xuống đi. Xuống đi, xuống đi. Người được sao? Ta nhất định không phục. Vị tướng quân này, ở trong quân ngài đảm nhận chức gì? Trung quân hộ vệ. Ờ. Trên đường đi tới Nam Trịnh, binh sĩ chạy trốn, mỗi doanh trại quân số giảm 1/3. Vậy ngài đáng tội gì? Nè, còn vị tướng quân kia, ngài làm chức gì ở trong quân? Ta hả? Ai mà không biết, Phan Khoái ta là quan tiên hành. Bao nhiêu trận đánh hả? Biết bao nhiêu thành lũy, ta là người tiên phong. Đánh Tương Thành là ngài sao? Trận đánh Tương Thành, một mình quân của ngài đánh lâu không thắng, cuối cùng vẫn là đại dương phải đích thân ra trận mới đánh được Tương Thành. Ta chuyện đó. Ngài làm được đại tướng quân không? Ý, còn ngài? Ta là đốc sát. Cho ngài 10 vạn đại quân, ngài điều phối thế nào? Làm hết năng lực. Làm hết năng lực như thế nào? 10 vạn đại quân thì cần bao nhiêu bộ binh, bao nhiêu kỵ binh, bao nhiêu binh quân nhu, bao nhiêu binh cung nỏ, mã phu, quả phu, y phu, bao nhiêu người làm tiên phong, bao nhiêu người làm hậu bị, ngài tính toán chưa? Đương nhiên ta có tính toán rồi. 20 vạn, 100 vạn thì sao? Vậy thì ngươi sẽ điều phối như thế nào? Ta chỉ cần 10 tướng quân nghe theo mệnh lệnh của ta thì có thể thống soái 100 vạn đại quân. Ngươi chịu khoác lác. Hừ, ta là đại tướng quân, không phải người cầm quân mà là người cầm tướng. Tra thiên văn, quan sát địa thế, thông thạo binh pháp, túc trí đa mưu. Nói phải làm quyết đoán, thưởng phạt phân minh. Ra lệnh phải làm. Các người có ai phù hợp với yêu cầu đó hay không hả? Cho dù bọn ta không được, vì làm sao chứng minh mình làm được? Phải đó, phải đó, phải đó. Nếu như ngươi đưa được bọn ta qua Nam Trịnh đánh bại Hạng Vũ, nếu như ngươi làm được, bọn ta sẽ phục ngươi. Đúng, đúng, sẽ phục ngươi. Làm được sẽ phục ngươi. Nếu làm được sẽ phục ngươi, làm sẽ phục ngươi. Ngươi làm được sẽ phục ngươi. Ngươi làm đi, làm đi. Nói rất hay. Hôm nay Đại Dương phong ta làm đại tướng quân, thanh kiếm đang ở trong tay của ta cũng giống như treo cao trên đầu ta. Làm được hay không, không phải chỉ nói bằng miệng. Vì sao Đại Dương phong ta làm đại tướng quân, ta không cần phải giải thích với tất cả mọi người. Nếu nhìn lầm ta, đó là chuyện của Đại Dương. Kẻ làm thần tử lẽ nào lại không làm theo ý chỉ của Đại Dương? Hàn Tín đảm nhận trọng trách này, hiểu rất rõ sự an nguy của toàn quân, vừa bước đi trên băng. Hàn Tín quyết tâm, không vì tình thế nguy nan mà có sự suy nghĩ làm liều, không vì thân phận tôn quý mà coi thường người khác, không vì độc đoán ích kỷ mà tư mưu phản chúng, không vì tướng sĩ phục mệnh mà coi như chuyện vui. Hàn Tín nguyện đồng cam cộng khổ với các tướng sĩ, mong các tướng sĩ dốc sức tương trợ. Xin các tướng quân nhận một bái của Hàn Tín. Hôm nay phong tướng tuyên bố khắp thiên hạ, chuyện ở trong quân, phía trên là trời, phía dưới là vực, đều do Hàn Tín ta xử lý. Ta có trách nhiệm với Đại Dương, các người có trách nhiệm với ta. Nếu ta tắc trách, sẽ có Đại Dương xử lý ta. Nhưng trước khi xử lý ta, ta sẽ xử lý tất cả những người không nghe lệnh của ta. Cho dù họ hàng người thân của Đại Dương, ta đều xử hết. Có nó trong tay, ta nhất định sẽ làm được, nhất định sẽ làm được.
Tiêu Hà, thay Hàn Tín đại tướng quân tuyên đọc quân lệnh. Một, cua chiên không tiến, giống trống không lui, dương cờ không đứng lên, hạ cờ không ngồi xuống, đáng tội làm chậm bước quân, vi phạm chém đầu. Hai, hô không lên tiếng, điểm danh không thấy, quá hạn không về, phá hoại kỷ luật, sẽ phạm tội khi quân, vi phạm chém đầu. Bỏ tao ra. Tướng quân, đã phạm tội gì? Giờ máu chưa tới, chậm chạp diệt quân. Giờ máu ngày mai chém đầu. Dạ. Người chém đầu ta đi. Hàn Tín, Khấu Khiên ta không bao giờ phục ngươi đâu. Đi, đi mau. À, chuyện gì vậy hả? Phạm tội gì vậy? Sao phải nói ông ta ở đây chứ? Quân có biết chuyện gì không? Không biết chuyện gì nữa. Sao lại như vậy chứ? Khấu Khiên, ông thế này là sao? Ông ta phạm tội gì? Phạm khoái tướng quân, tội mà ông ta đã phạm là làm chậm quân. Thì ra là tội làm chậm quân. Khấu Khiên ơi là Khấu Khiên, ông theo chú công bao nhiêu lâu rồi, lẽ nào không biết quân lệnh như núi sao? Ta, ông ta, nói cho tao biết, rốt cuộc là có chuyện gì? Phụ thân già của tôi ở quê chắc không thể sống được nữa, hành khất ngàn dặm tới tìm tôi. Ai ngờ giữa đường lại bị bệnh nặng. Tôi, tất cả đều tại tôi, tại tôi trễ quân lệnh. Quân lệnh cái gì chứ? Mau thả người đi. Phạm khoái quân đệ. Như vậy không được đâu. Có gì mà không được? Vậy quân nói phải làm sao đi? Nè, đi tìm Tiêu đại nhân, chỉ có ông ấy mới giúp được thôi. Nhưng mà ông ấy, ông ấy. Mau lên. Đại nhân, tào tham cầu kiến. Cho vào đi. Dạ. Đại nhân, có chuyện gì? Đại nhân, Khấu Khiên vì trì quản diệt quân, giờ đại tướng quân định tội phải bị chém đầu, ngài biết chưa? Ta biết rồi. Nhưng mà ông ta đã theo chúa công nhiều năm, chinh chiến xa trường cũng có công lao, bây giờ lại vì chuyện nhỏ này mà đại tướng quân xử phạt như vậy, các huynh đệ chúng tôi trong lòng rất không phục. Xin đại nhân ở trước mặt chúa công nói giúp giùm cho, bảo toàn tính mạng cho Khấu Khiên. Tào Tham, về chuyện này e là ta muốn giúp mà không được. Không lẽ đại nhân có thể không động lòng à? Tướng quân có biết rằng gần đây chúa công thường xuyên lo lắng không? Tôi biết chứ, tất cả cũng chỉ vì chuyện về phía đông. Lúc này vì chuyện như vậy mà làm phiền ngài ấy e là không hợp lý. Đại nhân, thứ cho tôi nói thẳng, tên Hàn Tín đó có tài đức gì mà khiến chúa công kính trọng như vậy? Cho dù hắn có thể dẫn chúng ta đánh được Quan Trung đi nữa, Hàn Vũ nhất định sẽ dẫn đại quân tới để thảo phạt. Lúc đó dựa vào 3 vạn người ngựa của chúng ta chống chọi với 10 mấy vạn đại quân của Hàn Vũ, chúng ta có chống chọi được không? Nếu thất bại thì phải làm sao? Hắn có nghĩ tới hậu quả không? Hắn có kế hoạch ứng phó chưa? Có không? Tướng quân có biết chuyện hành binh đánh trận không phải thế mạnh của Tiêu Hà ta? Ngài, nếu Hàn Dương đã có Hàn Tín rồi thì còn cần chúng tôi làm gì? Tướng quân không nên tức giận như vậy. Hàn Tín là kỳ tài có 102 hiện nay, chỉ có hắn mới có thể giúp chúa công thành đại nghiệp. Nếu chúng ta không có hắn, chắc chắn không bao lâu nữa tới cả mảnh đất Nam Trịnh, nơi dung thân của chúng ta cũng sẽ mất. Bây giờ loạn thế, chúng ta không thể giúp chia sẻ âu lo, lẽ nào còn gây phiền phức cho ngài sao?
Không lẽ trong mắt đại nhân, chết một khấu khiên, mất đi một khấu khiên là chuyện nhỏ à? Nơi mà sự sống và cái chết cùng tồn tại, bên nặng bên nhẹ, trong lòng tướng quân tự hiểu rõ. Đại nhân, tôi thật sự không ngờ, năm đó ở huyện bái, đại nhân và tôi cùng uống chén rượu thân tình, cùng ca cùng hát, chung tay sát cánh. Bây giờ đại nhân lại đi nói những lời như người dân nước lã vậy. Lẽ nào tại hạ không hiểu lý lẽ, không thể hiểu tình thế được hay sao? Thôi đi, người mới được trọng dụng, người cũ chứ còn cách rời đi. Đại nhân xin hãy bảo trọng. Tào Tham sẽ không bao giờ tới nhờ vả nữa. Tào đại nhân, Tào đại nhân à, sao rồi hả? Thừa tướng nói thế nào vậy? Tào đại nhân, được rồi, rốt cuộc là sao đấy? Cái này còn phải hỏi sao? Rốt cuộc là sao? Nhìn cũng không nhìn ra. Tức chết thì được à? Phải đó, tức chết thì được. Nói đi, có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Tôi nói đại dương phong Hàn Tín lên làm đại tướng quân, mấy người chúng tôi không phục, là chúng tôi vào sinh ra tử vì đại Hán. Còn Hàn Tín đó là cái thá gì chứ? Hắn ta vốn không phải là dưới trướng của Hàn Vũ sao? Là một tên vô danh tiểu tốt, đào thoát tới đây, một không đánh được trận, hai không lập được công, dựa vào cái gì phong hắn làm đại tướng quân? Chuyện lớn như vậy cũng không bàn bạc với chúng tôi. Đã quyết định phong một người ngoài, tôi không tin là chúng ta từ quyển bái tới đây không ai ngồi được vị trí này. Có phải đại dương không tin chúng tôi không? Không tin thì cứ nói thẳng ra, chúng tôi lập tức về quyển bái. Tiêu đại nhân à, này thử nghĩ coi, từ khi khởi sự ở núi Mang Đảng cho tới hôm nay, là đám huynh đệ chúng tôi đi theo chúa công nam chinh bắc chiến ở nơi xa trường hả? Hãy nhìn Lưu Quán đi, tại sao huynh ấy không thể làm đại tướng quân? Tào Tham, chỉ mình tôi muốn làm đại tướng quân sao? Huynh không muốn à? Huynh ấy không muốn à? Được, tôi cũng muốn làm. Phan Khoái, hắn cũng muốn làm. Tại sao chứ? Chúng tôi là người của mình, chỉ muốn chia sẻ mối lo với chúa công. Một người ngoài như hắn có đủ tư cách sao chứ? Hắn có thật lòng thật ý hay sao? Phan Khoái đâu? Sao Phan Khoái không tới? Đau lòng quá, tự mình đi uống rượu rồi. Các người nói xong rồi, ta cũng có vài câu. Thứ nhất, đừng có quán trách. Thứ hai, các vị đừng đoán mò nữa. Thực ra chính ta đã đề cử Hàn Tín cho chúa công. Hả? Mọi người đều là những huynh đệ cùng tới đây từ huyện bái, mọi người không phục ta cũng hiểu được. Chúng ta cùng khởi sự ở núi Mang Đảng, phát binh ở huyện bái, vào sinh ra tử tới tận hôm nay thật không dễ dàng. Sau khi chúng ta tới Đức Thục, chuẩn bị binh mã, nghe ngóng tin tức là vì cái gì? Lẽ nào vì muốn sống một cách thoải mái an nhàn ở nơi này sao? Chúng ta đều đã từng tới Hàm Dương gặp qua người của Tần ở hoàng cung rồi, chúng ta biết trời xanh cao thế nào với đất rộng ra sao. Ta đề cử lên với chúa công để Hàn Tín làm đại tướng quân, chính là muốn để tướng quân dẫn chúng ta đánh ngược trở lại, đánh bại Hàn Vũ, bình định chư hầu, thống nhất thiên hạ. Ta hỏi các vị, mấy người các vị ai xứng đáng? Nếu như đã để Hàn Tín làm đại tướng quân, mọi người đều phải phục tùng mệnh lệnh, nghe theo sự chỉ huy của ngài ấy. Không phải chỉ phục tùng mà còn phải cố gắng làm cho tốt. Sớm muộn sẽ có một ngày lời nói của ta sẽ thành hiện thực. Các vị đều là huynh đệ thân thiết từ huyện bái tới, tất cả vì chúa công, vì thiên hạ của nhà Hán này. Điều Hà xin nhờ các vị. Tướng quân, người này tung tin đồn nhảm nhí trong quân lính, nói là có một nữ nhân đang đi tìm ngài đòi nợ ở khắp mọi nơi, làm cho người khác cười chê. Nữ nhân nào vậy? Tướng quân,
Nữ nhân đó nói người đã cứu mạng cô ấy ở Hàm Dương, còn cho cô ấy 20 tiền. Nữ nhân đó ở đâu? Trong doanh trại. Tìm cô ta tới đi. Dạ. 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 Tướng quân, người đã đưa tới rồi. Mang chút thức ăn tới đây đi. Dạ. Hàn Tín, quân còn nhớ tôi không? Tôi là Lý Chiên nè. Không nhận ra tôi sao? Hay là không dám nhận tôi vậy, đại tướng quân? Đại tướng quân, sao cô lại tìm tới đây? Tôi luôn nghe ngóng tin tức của quân. Tôi nghe người ta nói quân đã được Hán Dương phong làm đại tướng. Tôi vẫn không thể tin, cứ tưởng không phải quân. Nhưng thật không ngờ, tất cả đều là sự thật. Tôi thấy vui cho quân đó. Ta vẫn là Hàn Tín. Đừng lễ nghĩa như vậy, ta thấy không thoải mái. Tướng quân có thể cho tôi bên cạnh quân không? Tôi nhất định sẽ không gây rối gì đâu. Nếu quân cảm thấy tôi phiền phức, lúc nào cũng có thể đuổi tôi đi. Tại sao lại không về nhà? Không về được nữa rồi. Sẽ khó sống qua ngày sau. Dù có khó sống thế nào tôi cũng chịu được. Chỉ xem là sống với ai thôi. Ở đây 2 ngày trước đi, sau đó thì tính tiếp. Tướng quân. Dạ. Nào, ăn chút gì trước đi. Đúng lúc tôi đang hơi đói. Cô không thể ở lại trong quân. Ta là đại tướng quân, càng không thể làm như vậy. Ta sẽ phái người đưa cô về nhà. Ta muốn cô sống thật tốt, sống cuộc sống thật yên bình. một hai ba. Các huynh đệ, đại tướng quân tới thăm chúng ta kìa. 1 2 3. Đại tướng quân. Các huynh đệ, vất vả rồi. Sửa chữa cầu chính là đại sự hàng đầu của quân ta, không thể nào chậm trễ. Hoàn thành sớm một ngày thì chúng ta sẽ được về nhà sớm một ngày, gặp lại người thân của mọi người. Tới lúc đó mọi người đều là đại công thần của quân Hán chúng ta. Đa tạ đại tướng quân. Đa tạ đại tướng quân. Tiếp tục làm đi, tiếp tục làm đi. 1 2 3. Tướng quân phải ngày đêm đốc thúc, không để trì trệ một khắc nào, biết chưa? Được, ngài yên tâm đi. Tướng quân, gần đây phát hiện có mật thám của quân sở, xin tướng quân hạ lệnh vây bắt lại ngay. Không gấp, không gấp, cứ để chúng dò thám thoải mái. Các ngươi cứ giả vờ như không thấy gì hết. Dạ. 1 2 3. 1 2 3. Chú công, có chuyện gì? Những mật thám phải đi Nam Trịnh vừa mới báo tin về. Hán Dương đã phong Hàn Tín làm đại tướng quân, hiện chúng đang tu sửa cầu. Theo như người thấy, chúng ta nên ứng phó thế nào? Theo như tôi thấy, chúng ta nên lập tức bàn bạc đối sách để đề phòng quân Hán xâm nhập. Cầu sau, cây cầu treo này
không dễ dàng tu sửa như vậy. Theo ta thấy, không phí sức lực mấy năm e là không thể nào làm xong. Nhưng mà thưa chú công, không có nhân nghĩa gì hết. Lưu Bang, thôn phu dân giả, vốn dĩ không hiểu binh pháp, cho dù dẫn binh đánh qua đây cũng không đáng lo. Hàng Tính càng là tiểu bối vô danh. Nhưng mà tự nhiên Lưu Bang lại phong cho một người không có chiến công làm đại tướng như vậy, chắc chắn người này nhất định có điểm hơn người. Như vậy đi, ngươi sai thêm mấy tên mật thám luôn luôn giám sát tiến triển của việc tu sửa cầu này. Lập tức làm rõ chuyện về con người của Hàng Tính cho ta. Tất cả chuyện liên quan tới hắn, từ chuyện nhỏ nhất cũng phải báo về cho ta, nghe rõ chưa? Dạ. Có chuyện gì? Đã đầy vào người, tướng quân đại nhân. Ê, đi 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 đi. Lên đó coi sau. Không làm nữa, dừng lại đi. Dừng lại đi, dừng lại hết đi. Dừng lại, dừng lại. Dừng lại, dừng lại. Phan tướng quân, ngài không làm đúng chức trách tới đây làm gì hả? Bọn ta có chuyện này không rõ, muốn hỏi đại tướng quân. Đại tướng quân hạ lệnh tu sửa cầu này, liệu có thời hạn tu sửa không? Thời hạn đã định từ lâu rồi mà. Sao vậy? Vậy tiến độ sao rồi? Tiến độ ở trong đầu của ta, để làm đúng chức trách của mình đi. Làm đúng cũng được, nhưng trong doanh trại này, tất cả kẻ khác đều phải làm theo quân pháp. Lẽ nào đại tướng quân không cần sao? Phan tướng quân, nếu ngài hành sự lơ đãng không làm đúng chức trách của mình, ta sẽ hỏi tội ngài. Tiếp tục. Không được làm. Dừng lại. Dừng lại. Dừng lại. Phan Khoái, sao hả? Mau trói lại cho ta. Ai dám? Đại dương có lệnh. Đại dương nói gì? Đại tướng quân, đại dương vô cùng không hề làm với tốc độ này. Mười người thợ này chính là những người nổi tiếng ở trong vùng, do chính đại dương triệu họ tới đây đó. Hy vọng đại tướng quân cố gắng học hỏi họ, huấn luyện binh sĩ để nhanh tốc độ, đừng để đại dương thất vọng đó. Ta đại dương, chuyện lời tới đại dương, công trình lớn này với tốc độ như hiện giờ không quá hạn đâu. Hàng Tính ta đã tính toán hết rồi. Sao đi, còn đợi ta mời các ngươi đi uống rượu sao? Ngươi định làm gì? Nè 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 nè, làm việc đi hả? Nhanh lên, làm việc đi. Đi làm việc đi, làm việc. Đi, đi mau. Ung Dương triệu kiến, không biết có chuyện gì. Bổn Dương nhận được mật báo, Hán Dương hiện đang tăng tốc độ tu sửa cầu, có lẽ định tiến quân về đông, cho nên chúng ta không thể không đề phòng. Ta cũng nhận được mật báo, nhưng mà nghe nói người được phong làm đại tướng quân tên Hàng Tính đó chính là người từng làm chấp kích Lan Trung trong doanh trại Hàng Vũ. Nghe nói hồi thiếu niên hắn ta ở quê hương xin ăn khắp nơi, bị người khác vô cùng khinh thường. Một người như vậy có tài cán gì chứ? Hóa ra là vậy. Ta nói rồi mà, tại sao bỗng nhiên lại xuất hiện một đại tướng quân? Hóa ra chỉ là một tên chấp kích Lan Trung dưới trướng của Hạng Dương thôi. Nghe nói Ung Dương còn đang viết sách phải không? Tới Dương hiện vẫn chưa biết. Trong mấy năm nay không đi đánh trận, cho nên ta chỉ còn quan tâm tới nông nghiệp thủy lợi, tích lũy được chút kinh nghiệm. Vậy cho nên ta muốn ghi chép tất cả lại, biết đâu sau này sẽ có ích cho hậu nhân. Ung Dương, không nên như vậy đâu. Tâm tư của Tái Dương không phải là ta không hiểu. Ngài có biết bây giờ người ta coi thường nhất là ai không? Ai vậy? Bản thân ta. Sao lại nói vậy chứ? Triệu Cao không cho ta sống, nhưng Hàng Vũ lại không để ta chết. Tây Dương, ngài có biết rằng sau một đêm ở Tân An đó, tại sao ta lại tham sống sợ chết tới bây giờ không? Tại sao ta lại chịu làm Ung Dương? Tại sao ta lại phải thay cho tên đồ tể đó trấn thủ Quan Trung? Ngài cho rằng Chương Hàm ta bây giờ trở thành một kẻ tham lam phú quý, tham sống sợ chết như chuột sao?
không phải đâu. Bởi vì ta không thể chết. Vì mỗi khi đêm tới, chỉ cần ta nhắm hai mắt lại, liền nhìn thấy quan hồn của 20 vạn binh sĩ quân Tần nhìn ta với ánh mắt căm hận. Tâm tư của Ung Dương lẽ nào ta không rõ? Nếu như Lưu Quý tiến về phía đông, Ung Dương ngài sẽ đứng mũi chịu sào. Cho nên ngài phải cố gắng lấy tinh thần đường đường chính chính nghênh chiến. Ta ngài gắn bó với xương với thịt, ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Thầy Dương có ý tốt đó, ta vô cùng cảm kích. Ung Dương. Để ta chút. Làm gì vậy? Ta đi tiểu tiện. Mau lên đó. Tao bắt lấy hắn, không cho hắn giải thoát. Bẩm báo đại vương, tại Trần Thương phát hiện có dấu tích hành động của quân Hán. Sao lại có chuyện đó? Huynh trưởng, trừ phi Hán Dương thực sự đã tới Trần Thương rồi. Không thể nào, hiến cầu còn chưa tu sửa xong, quân Hán từ đâu tới? Trừ phi chúng đi đường tắt. Nhưng mà dù sao đi nữa, chúng ta cũng phải lập tức dẫn binh lên đường đi ngăn cản quân Hán ngay. Truyền lệnh của ta lập tức khởi binh xuất binh đi Trần Thương. Dạ. Không biết hôm nay có chuyện gì nữa. Tiêu đại nhân, hậu phương có ông, ta cũng yên tâm rồi. Chú công yên tâm, người đánh trận nơi tiền tuyến, việc lương thảo cứ giao cho tôi. Đại dương tới. Được, các huynh đệ. Đại dương. Đại tướng quân. Có. Nào. Chư vị, chúng ta chuẩn bị đánh trở về Quan Trung. Đánh Quan Trung. Nào. Đánh Quan Trung hay quá, hay quá. Đi. Các vị, ta đã chọn nơi này làm đường ra khỏi đất Thục. Từ đây có đường dẫn thẳng tới cửa thành Trần Thương. Trần Thương? Phải. Sông Dị Thủy bắt đầu từ lũng Tây chảy dài, tự nhiên hình thành một thông đạo. Mà hạ lưu của Dị Thủy là Hàm Dương, rất thuận tiện cho việc vận chuyển lương thảo. Tiên Tần đã lập một kho lương ở đó gọi là Trần Thương. Trần Thương tuy nhỏ nhưng dễ thủ khó công, cho nên chúng ta buộc phải dùng chiến thuật đánh úp bất ngờ. Tu sửa cầu chỉ là kế nghi binh thôi. Theo thám báo, Chương Hàm tới nay vẫn chưa rõ ý đồ thật sự của chúng ta, vẫn cho rằng đại binh đang đóng quân canh giữ cầu để đề phòng. Ta đã cử Phàn Khoái dẫn tiền quân xuất phát, Chu Bột dẫn trung quân, Lưu Quán dẫn hữu quân, Tào Tham thì dẫn quân đoạn hậu. Sáng sớm ngày mai xuất phát. Đại tướng quân, vậy còn ngài thì ở đâu? Ta chỉ lĩnh tướng dẫn quân xung phong là các vị. Ta tiếp tục ở lại tu sửa cầu để đề phòng Chương Hàm nghi ngờ. Làm phiền các vị tướng quân rồi. Tiếp lệnh. Dạ. Dạ. Sao cả con đường chỉ thấy binh sĩ chạy trốn mà không thấy dân chúng chạy nạn? Bẩm đại vương, quân Hán tới đây không phải quy nhiệm ba tánh, mà chỉ muốn đánh úp chúng ta. Không ngờ quân kỷ của quân Hán lại nghiêm như vậy. Đại vương, quân Hán hiện đang truy sát tới đây rồi. Truyền lệnh của ta, kẻ nào lâm trận thoái lui chém đầu. Tiến công. Yeah.
Đại Dương, viện binh của quân Hán tới rồi. Làm sao đây? Trốn! Bảo mó tướng quân, chiến hạm đã bị quân ta đánh lui. Nhưng theo người quan sát chiến thuật, Hán vẫn còn không ít nhân mã đang tập hợp thành quân đội chuẩn bị tái chiến. Ngươi lo cái gì chứ? Truyền lệnh của ta, lệnh cho toàn bộ tiền quân không được vào quá sâu trận địa địch để phòng phản công. Đội quân chủ lực đánh giữa áp hậu, vừa để trấn thủ, lại có thể phối hợp ứng cứu. Ta chỉ sợ Chương Hàm không dám liều với ta thôi. Chương Hàm từng là tướng soái quân Tần, tấn công quân các nước chư hầu, không ngờ ngày hôm nay gặp phải tướng quân lại không chịu nổi một đòn đả kích như vậy. Người ám chỉ chư hầu kiểu nào? Không thể tiếp tục rút lui về hướng Tây nữa. Chúng ta không thể cứ lui mãi như vậy. Chúa công, đã không thể chịu được nữa rồi. Theo báo, người người cứ lưu bang đã vượt qua Trường Thương rồi. Sứ giả đưa thư nhờ Tái Dương viện trở đã về chưa? Vẫn chưa, chưa thấy về nữa. Sai người quả tốc đi nhờ cứu viện đi. Dạ. Trương Bình, để dẫn quân đi trấn thủ Hảo Trì, ta sẽ tới Phế Khâu chủ binh ứng địch. Truyền mệnh lệnh của ta, kẻ tham sống sợ chết chém đầu, lâm trận thoái lui cũng chém đầu. Dạ. Chiếm được Trần Thương rồi, mục tiêu tiếp theo sẽ là Phế Khâu. Đại tướng quân có cao kiến gì? Tấn công Phế Khâu có đôi chút phiền phức. Chương Hàm đã có liên kết chặt chẽ thành Phế Khâu và thành Hảo Trì. Hai tòa thành này tương trợ lẫn nhau, giống như con rắn hai đầu vậy. Chỉ cần chúng ta chiếm được một trong hai tòa thành, Chương Hàm sẽ dẫn toàn quân tập kích tòa thành còn lại, dùng chúng ta sang một bên còn lại. Nếu như mà muốn phá được thế cục gây go này thì chỉ có một cách duy nhất. Đó là cách gì? Là gì? Thật ra đất Sở và Phế Khâu ở giữa chúng còn có đất Nam Dương. Nếu có thể thuyết phục được Nam Dương Dương Lăng Công phối hợp tác chiến thì rắc rối có thể giải quyết được rồi. Ta nghe nói Lưu Tướng Quân và Dương Lăng Công có quan hệ rất tốt. Trọng trách này chỉ có thể giao phó cho ngài. Nói cả nửa ngày, Đại Tướng Quân gọi thuộc hạ tới đây là vì chuyện này à? Phải. Đại Tướng Quân thật sự xin lỗi, Dương Lăng Công ta không quen biết, thứ tội không thể tuân lệnh. Ta nghe nói hắn cũng là người ở Ấp Phong. Ấp Phong có tới hơn ngàn người, làm sao ta quen hết được tất cả? Nếu không còn gì nữa, tại hạ xin cáo từ. Đại tướng quân vì chuyện Phế Khâu nên tới đây. Phải. Đại Dương, chiếm được Phế Khâu không khó, quan trọng là đất Nam Dương nằm giữa đất Sở và Quan Trung. Làm sao đề phòng quân Sở tấn công vào sườn của quân ta? Nam Dương là do Dương Lan trấn thủ có đúng không? Đúng vậy. Người này binh cường mã tráng, thế lực của Dương Lan đúng lúc tập trung tại Nam Dương ở giữa Quan Trung và đất Sở. Nếu người này quy thuận Đại Dương thì chúng ta sẽ coi Nam Dương là tấm bình phong, ngăn chặn quân Sở bất ngờ tấn công vào sườn quân ta. Vậy tướng quân có cách gì không? Phải tìm một người thuyết phục hắn. Nói, có ai thích hợp không? Có. Lưu Quán tướng quân là cố hữu của hắn. Ờ,
Nhưng khi tôi đem chuyện này nói với Lư Quán tướng quân, ngài lại nói không quen biết với Dương Lăng. Lư Quán nói là không quen ông ta. Có chắc nói vậy không? Chắc chắn là có nói. Có lẽ đệ ấy không quen thật. Đại Dương, hai người là huynh đệ, tình nghĩa không cần phải nói. Nhưng đây là đánh trận, Hàn Tín không phải vì bản thân mình, mà là vì quân Hán chúng ta và vì Đại Dương người. Đại Dương suy nghĩ kỹ đi. Hạ hầu anh. Có. Kêu Lưu Quán tới đây cho ta. Dạ. Đại Dương, người tìm tôi. Đệ có quen biết với Dương Lan hay không? Có quen. Quyên mà này nói là không quen à? Đừng có biết hay không, Hàn Tín là đại tướng quân cho Tam Phong. Hàn đánh chiếm Phế Khâu là chuyện vô cùng quan trọng, đừng có biết không? Đại Dương, đệ không muốn nghe lời hắn, đệ không phục hắn. Không phục cái gì? Cái gì mà không phục hả tên này? Ta nói cho đệ biết, không cần biết đệ phục hay không. Nếu đệ làm lỡ mất thời cơ của ta, ta sẽ lấy đầu của đệ đó. Đi, đi gặp Dương Lan đi. Dạ. Chưa. Khoan đã. Chưa. Đi. Phan Khoái tướng quân quả là dũng sĩ. Ta kính tướng quân. Tướng quân quả là vị tướng quân số một của ta. Ta sẽ bẩm báo cho đại dương phong thưởng. Giết giặc là niềm vui của ta, đâu cần nhiều như vậy. Nếu đã ăn vậy, xin đa tạ đại tướng quân. Cắn. Nào cắn. Tướng quân tấn công Hảo Trì, cổ vũ sĩ khí. Tiếp theo đây là thành Phế Khâu. Ê, không cần biết là thành trì gì, ta chắc chắn sẽ chiếm được. Hôm nay chúng ta uống một chầu sảng khoái. Nào. Cắn. Thành Hảo Trì không giữ được, để tình nguyện chịu phạt. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện đó. Hiện nay quân Hán đã ở ngay trước mặt, chúng ta đang bị dây trong thành, làm sao để đánh lui quân địch đi? Theo đệ, chúng ta liều chết đánh ra khỏi thành. Không được, Hàn Tín đó chỉ đợi chúng ta ra khỏi thành, như vậy chúng ta sẽ trúng quân mai phục. Nếu giữ thành thì chắc chắn bao nhiêu phần? Giữ thành còn có vài phần thắng lợi. Thành Phế Khâu không giống Hảo Trì, dễ thủ khó công.
Hàn Tín nếu tấn công sẽ phải trả một cái giá đắt. Nếu tới một người, chúng ta giết một người. Trương Bình, hai huynh đệ ta sẽ thay nhau trấn thủ, tuyệt đối không được lơ là chủ quan. Dạ. Đại quân đã tấn công nhiều ngày rồi, nhưng phòng thủ của địch rất vững chắc. Xem ra tên Trương Hàm này cũng không phải là hạng vừa. Trận này không thể chỉ dựa vào binh nhiều tướng mạnh. Không dựa vào binh nhiều tướng mạnh thì dựa vào cái gì? Truyền lệnh của ta, dừng cuộc tấn công, toàn quân cắm trại tại ngoài thành. Cùng tấn công, vậy trận này làm sao thắng đây? Khi nào nên thắng tự sẽ thắng thôi. Đại Dương, đại tướng quân đâu? Đại tướng quân, ngài ấy thế nào? Ngài ấy say rồi. Cái gì? Ngài ấy đã như vậy 3 ngày nay rồi. Được, các ngươi ở đây đợi ta đi. Nè, đại dương, không cần vậy. Nằm xuống, nằm xuống, nằm xuống đi. Đại dương tha tội. Tha tội cái gì? Đừng nói ngươi uống rượu, đôi khi ta cũng ở trong doanh trại lén uống rượu nữa. Thần hồ đồ rồi, đại dương tha tội. Nào nào, uống nước đi. Có chừng nóng đó. Đại dương thứ tội. Có phải là những gì chuyện Lưu Quán mà tức giận không? Không có. Không có, không có, không có. Chỉ cần Lưu Quán tướng quân thuyết phục được Dương Lăng, còn những chuyện khác tôi không quan tâm. Ê, cứ kệ họ đi. Đám huynh đệ đó của ta có nhiều tật xấu lắm. Đừng nói là ngươi, đôi khi chúng còn làm cho ta tức muốn chết. Còn nữa, sau này gặp phải những chuyện tương tự, đáng phạt cứ phạt, đáng giết cứ giết. Đừng có quên, ngươi là đại tướng quân đúng chưa? Phải. Đại Dương, chuyện này thật sự khiến cho người phải lo lắng rồi. Ta cũng đã kêu Lưu Quán đi thuyết phục Dương Lăng. Ta nói với đệ ấy, nếu mà không hoàn thành được chuyện đó, ta sẽ giết đệ ấy. Không 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 không, không cần phải như vậy. Nếu Dương Lăng không tới thì Hàn Tín vẫn có cách chiếm được Phế Khâu mà. Cái đó ta biết chứ. Nhưng mà nhìn về sau này, chúng ta còn có thêm một chư hầu. Tốt hơn là mất đi một chư hầu. Ư, nghĩ xem, không phải của chúng ta thì hắn sẽ là của người khác thôi. Phải. Nhưng mà trận bí mật tấn công Trần Thương này, rất nhiều người nói do Hàn Tín số may mắn.
Cho nên trận phế khâu này tôi nhất định để cho người trong thiên hạ biết rằng đại dương không hề nhìn lầm. Ta chắc chắn không có nhìn lầm người ha. Đừng có nghe lời họ nữa ha? Nhưng mà chương hàm đó trí dũng đa bưu, ngươi vẫn nên cẩn thận hành sự. Thần đã có dự tính rồi. Vậy đi, ngươi không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Trận này thua tính phần ta, thắng thì tính phần ngươi. Đại dương, chỉ có một kết quả thôi. Để Hàn Tín chịu. Được, vậy ta không làm phiền ngươi nữa. Ngươi nghỉ ngơi sớm đi. Dạ, tôi tiễn đại dương. Nè, không cần không cần. Sau này lúc nào thích uống rượu thì cứ việc uống ha. Không không không, tôi không dám. Nè, đâu. Nằm xuống, nằm xuống, nằm xuống đi. Nằm xuống. Đại tướng quân, nằm nghỉ ngơi đi. Trận chiến đang chờ đợi ngươi đó. Kế sách này của đại dương hay thật đó hả? Dùng nước sông làm cho ngập phế khâu thành, Chương Hàm chắc chắn đứng ngồi không yên. Lần này phải nói là không cần phải tốn nhiều công sức cũng triệt hạ được giặc hả? Huynh đệ chúng tôi ai cũng bái phục đại tướng quân. Khi hạ được phế khâu thành, Hoàng Trung không còn phải lo nữa. Đúng vậy. Tiếp theo sau, đại dương sẽ thống lĩnh chúng ta đánh vào trong bái huyện. Phải phải phải, trở về đó rồi ta sẽ cưới thêm cô thầy tử nơi quê nhà. Mọi người đều tưởng rằng thắng bại đã rõ hả? Nhưng mà những lời Tư Mã Hân từ Phế Khâu trở về bẩm báo với đại dương mọi người cũng nghe rồi. Phế Khâu bây giờ đã trở thành đất quan, cắt đứt lương thực nhiều ngày, mà Chương Hàm còn cố thủ tới hôm nay, cho thấy hắn không phải là một kẻ tầm thường. Hàn Vũ và Chương Hàm có mối thâm thù đại hận, mà vẫn phong dương chia đất cho hắn. Nay Hán Dương cũng có thể làm được, đầu hàng thì sẽ được sống, nhưng người ta không làm theo cách này. Xem ra Chương Hàm muốn đánh trận chiến danh dự sau cùng. Đây sẽ là trận chiến sinh tử. Đối mặt với đối thủ dạng này, chúng ta không được phép lơ là. Dạ. Khai bẩm đại tướng quân, Chương Hàm thả dân cư ra khỏi thành, cho bọn họ thoát thân, trong đó có phụ nữ và trẻ em. Lùi ra đi. Dạ. Đại tướng quân, cho bọn họ vào đây đi. Không được. Đại tướng quân, đại tướng quân, ý ta đã quyết, trái lệnh phải chết. Ai tình nguyện tiên phong tấn công thành? Phàn Khoái xin nguyện tiên phong tấn công thành. Đại tướng quân, nếu trận đầu không thể lập công, tại hạ nguyện lấy đầu ra chịu phạt. Được, ta chờ ăn mừng với ngươi. Dạ. Đại ca. Đại ca, có chuyện không hay rồi. Có chuyện gì? Nước, nước ngập rồi. Chạy mau đi. Nước tràn vào, nước tràn vào rồi. Chạy đi. Chạy đi. Ung Dương cung. Chạy mau đi. Đại ca, bên phía cửa nam, phàm những huynh đệ không muốn chết đều cố thoát thân. Nước chân lên nhanh quá, đã dìm chết nhiều người lắm rồi. À, thì ra là vậy. Cầu cho các huynh đệ muốn thoát thân kia đều được an toàn thoát ra ngoài. Các huynh đệ, ta vốn vô đức, lại gây nhiều tội lỗi, không đáng để mọi người mất mạng sống vì ta. Cuộc đời ta thời khắc sảng khoái nhất cho tới ngày hôm nay, bởi vì ta có thể cùng mọi người chinh chiến xa trường,
cùng nhau giàu sinh ra tử là niềm vinh hạnh lớn nhất của Chương Hàm ta. Hôm nay sẽ là ngày chúng ta cùng kẻ thù đánh một trận cuối cùng. Mọi người có đủ tinh thần không? Có. Được. Cùng tiến lên giết địch. Năm thứ hai nhà Hán, Chương Hàm đã thua thảm bại. Một đời danh tướng vậy là kết thúc. Trước đêm ông ta quyết chiến, đã cho tất cả bá tánh rời khỏi thành. Mấy vạn bá tánh được bảo tồn mạng sống, và hơn 2.000 vệ quân của Chương Hàm không một người nào về đầu hàng quân Hán. Mặc cho trận mưa tên làm cho biến hình hài, Chương Hàm cũng không buông bỏ vũ khí trong tay mình. Chúng ta đã đánh chiếm Phế Khâu tiêu diệt Chương Hàm. Đại tướng quân, công của người lớn lắm đó. Tiêu đại nhân, chúng ta cần phải ban thưởng cho các huynh đệ nữa. Vậy đi, đại tướng quân, ta phong cho ngươi Ung Huyện Ngũ Địa. Sao hả? Mọi người cảm thấy có đáng phong không? Đáng lắm. Không đâu, Hàn Tín làm chút chuyện này không đáng cho đại dương ban thưởng. Trong lòng của Hàn Tín cảm thấy không an tâm. Tuy trước mắt chúng ta đã bình định được Quan Trung, nhưng mà chinh chiến còn nhiều. Đại dương nhất định muốn phong thưởng. Hãy phong cho Phan tướng quân đi. Phan tướng quân lần này liều thân mạo hiểm, là người đầu tiên lên cổng thành giết hơn 20 tên địch. Xin đại dương phong hậu cho Phan tướng quân. Ý của Hàn tướng quân đó là phong chức cho Phan tướng quân. Phải. Mọi người nghĩ thế nào? Chu Bồn, nên phong chức. Còn Lưu Quán, nếu như phong hầu, địa bàn trong thiên hạ rất lớn, phong hầu cho huynh ấy chúng tôi không cảm thấy có gì ngạc nhiên. Tào Tham, chủ công, thần nghĩ rằng nên phong chức. Xem ra mọi người đi theo ta vào sinh đã tử bấy lâu nay cũng cần được phong thưởng. Nếu không thưởng có phải sẽ không làm nữa không? Không phải như vậy. Nếu Hàn tướng quân đã nói như vậy rồi thì ta nhất định phải phong rồi hả? Phong hầu cho ngươi thêm Phiêu Kỵ đại tướng quân. Phan khoái đa tạ đại dương. Hàn đại tướng quân, làm vậy có được chưa? Được rồi. Đa tạ đại dương. Ngươi nên đa tạ đại tướng quân đi. Mày uống rượu đi chứ. Mày uống rượu đi nha. Nhất định. Chúc mừng. Nào, uống đi. Ta định hỏi ngươi, đại tướng quân, ngươi có cảm nghĩ gì với Hạng Vũ? Yêu quân Hạng gia, quân Hạng gia là như thế nào? Còn Hạng Vũ là người thế nào? Đại dương, Hạng Vũ là anh hùng cái thế, thiên hạ duy chỉ có đại dương là đối thủ của Hạng Vũ. Tuy Hạng Vũ hùng bá thiên hạ, lệnh cho các chư hầu xưng thần, nhưng ông ta phạm phải những sai lầm đủ khiến ông ta bị giết rồi. Nói đi. Thứ nhất, chủ động từ bỏ đất đai bạc ngàn và cửa ải quan trọng, lại đi lựa chọn Bành Thành là cái nơi dễ bị tấn công nhất thành đô. Có phải muốn chết không? Thứ hai, đi tới nơi nào cũng rất tàn ác, đối với lão bá tánh độc ác như hổ báo. Muốn chết mà. Là khiến lòng dân quay lưng rồi. Thứ ba, đổi tên nghĩa đế kia đi tới vùng đất quan tàn ở Giang Nam, giống như lưu đày phạm nhân vậy. Người dân cố sở không phẫn nộ sao được chứ? Phải nhớ rằng đó chính là sức mạnh năm xưa một lòng ủng hộ ông ta diệt trừ Bảo Tần. Càng chết sớm. Vậy nên tuy là Hạng Vũ hùng bá thiên hạ, nhưng nền tảng đã mất lâu rồi. Không có nền tảng đâu đại dương. Nào, mời. Đại tướng quân à, ta còn muốn nghe thử ngươi có cảm nghĩ gì với quân Hán gia ta chứ? Ha 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 ha.
Ngươi cười cái gì? Nói đi chứ. À, ta nói cho ngươi biết, đám người này là nông dân, đúng vậy. Nhưng mà khi chúng tôi đi đánh trận, tuyệt đối không chịu thua. Nè, vậy ta hỏi ngươi nha, dây tàu tham của ta, ông ta là người có học, trong nhóm bọn ta là người có được chút tầm nhìn. Vậy ngươi nói đi, ông ta dẫn được bao nhiêu quân hả? Đại Dương, tàu tham đó tôi nghĩ là ông ta thích hợp quản quân kỹ, nếu dẫn quân thì cỡ chừng 15.000. 15.000 cũng khó đó. Cái gì? 15.000 cũng khó đó. Còn Phàn Khoái? À, con người này đánh được đấu được, nhưng không thể bàn chuyện chiến lược với ông ấy được. Đầu óc không đủ linh hoạt. Còn nếu dẫn quân thì khoảng 2 vạn. 2 vạn. Vậy còn Lưu Quán? Chú Bột, chú Bột chắc được chứ? Vậy ta hỏi ngươi, ta dẫn được bao nhiêu quân? Đại Dương, ngài là Dương, tôi đang nói tướng mà. Ta nói nếu như ta là tướng quân, ta dẫn được bao nhiêu quân? 10 vạn. Đại Dương dẫn được 10 vạn quân. 10 vạn không ít đâu.